xuất hiện nhóm quân có biệt hiệu N dự đoán tấn công lớn vào Kharkov. Ukraine nguy cơ mất thêm lãnh thổ nếu để mất già vào tay nga. bị Ukraine đánh úp, hàng loạt sĩ quan nga thiệt mạng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức nói, nga cất lượng lớn vũ khí vào kho. Quan chức Hamas nêu điều kiện hạ vũ khí. xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình điểm nóng thế giới trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhóm quân Sever tức miền Bắc của lực lượng vũ trang Nga được biết đến với ký hiệu chiến thuật N và mục tiêu của họ là tấn công Kharkov. Việc thành lập nhóm quân phía Bắc N có nghĩa là lực lượng Nga đang chuẩn bị nhân sự ở vùng Bengorod cho một cuộc tấn công vào Kharkov. Các nguồn tin Ukraine cho rằng quân đội Nga không cần thiết phải chiếm Kharkov. Nhưng điều này không đúng với thực tế. Việc chiếm được thành phố này sẽ cho phép lực lượng Nga đảm bảo sự sụp đổ toàn bộ mặt trận phía đông của lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, việc kiểm soát Kharkov sẽ đảm bảo an ninh cho vùng Belgorod của Nga, nơi Ukraine thường xuyên pháo kích. Chính quyền Nga không còn có thể bỏ qua thường vong dân sự. Theo Pravda, có những dấu hiệu khác cho thấy sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Lực lượng Nga đã tấn công mạnh mẽ các mục tiêu ở Kharkov, rất nhiều bom lượn đã được thả xung quanh khu vực Kupians vào ngày 23 tháng 4. Theo nhiều nguồn tin, cuộc tấn công có thể sẽ được thực hiện từ phía đông, từ Kupians hoặc Kremenaya, hoặc từ phía bắc, từ hướng biên giới, hoặc cũng có thể sẽ đến từ hai hướng cùng một lúc. Trong khi một số quan chức Ukraine trước đó tuyên bố sẵn sàng bảo vệ Kharkov, tuy nhiên, cái giá phải trả sẽ rất lớn. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Shishky khẳng định quân đội của ông đang chuẩn bị cho kịch bản Nga tấn công Kharkov. Cũng trong diễn biến liên quan, vừa qua an ninh Ukraine thông báo bắt một cựu binh với cáo buộc chỉ điểm cho Nga tập kích các mục tiêu tại tỉnh Kharkov. Cơ quan an ninh Ukraine SBU thông báo nếu bị kết án, cựu binh sĩ có thể lĩnh án 8 năm tù. Nghi phạm làm việc cho cơ quan an ninh liên bang Nga FSB gửi thông tin để đối phương lên kế hoạch gây thiệt hại cho hạ tầng của một trong những thành phố gần tiền tuyến ở tỉnh Kharkov. SBU nói rằng cựu binh Ukraine hợp tác với FSB trước khi giải ngũ và được bố mẹ đang sống ở vùng Nga kiểm soát khuyến khích làm điều này. An ninh Ukraine bắt cựu binh khi người này tới khu vực chiến tuyến trên hướng Kupiansk để tìm cách tiếp cận vị trí quân đội Nga. SBU nói rằng anh này có kế hoạch tới chi nhánh FSB tại Lugansk, một trong bốn tỉnh Moscow đã tuyên bố sáp nhập bất chấp sự phản đối của Kiev. Mới đây, chuyên gia quân sự Anh Alexander Mikuris nhận định trong blog cá nhân trên YouTube rằng với việc mất quyền kiểm soát Chachovia tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Donetsk nói riêng và cả khu vực Donbass nói chung sẽ suy sụp. Chuyên gia Anh nêu rõ, nếu Chashopja thất thủ, thì chúng ta sẽ thấy một cuộc khủng hoảng chưa từng xảy ra trước đây đối với Kiev trong trận chiến giành quyền kiểm soát Donbass. Trên thực tế, đó sẽ là sự sụp đổ không thể tránh khỏi của tuyến phòng thủ Ukraine ở Donbass và kết thúc trận này sẽ là chiến thắng của Nga. Theo quan điểm của chuyên gia Anh, với việc phá hủy các cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraine ở hướng này quân đội Nga sẽ mở đường cho cuộc tấn công theo hướng Tây tới tảng ngạn sông Dnipro thuộc tỉnh Dnipropetrovsk. Ông Mercuris khái quát rằng mọi chuyện đối với lực lượng vũ trang Ukraine ngày càng tồi tệ hơn sau khi Nga đánh chiếm được làng Bogdanovka ở đông bắc cho và thời gian gần đây có rất ít tin tức báo về từ thị trấn chiến lược này. Điều đó cho thấy giao tranh dữ dội đang diễn ra ở khu vực này. Đồng quan điểm với vị chuyên gia Anh, tờ Jack Polita của Ba Lan mới đây cũng cho biết rằng Chachovia có tầm quan trọng chiến lược đối với Ukraine ở vùng Donetsk. Sau khi giải phóng thị trấn này, quân đội Nga sẽ bắt đầu tiến về phía Slavyansk và Kramatorsk. Tờ báo Ba Lan nhấn mạnh, sau khi quân đội Ukraine rút lui khỏi Artemovsk, tức Bakhmut, Chachovia trở thành trung tâm phòng thủ mới của Kiev trong khu vực phía Bắc Donetsk. Nhưng hiện Ukraine đang rơi vào tình thế vô cùng khó khăn khi Nga có ưu thế tuyệt đối về pháo binh và nguồn nhân lực cho phép tiến hành tấn công ở nhiều nơi cùng một lúc. Ở một mặt trận quan trọng khác, hướng Pokrovsky nhờ các hoạt động tăng cường mà lực lượng Nga đã vượt qua hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine và giành quyền kiểm soát phần lớn ngôi làng Novo Mutoka, nằm ở phía nam Ocheritino. Các nguồn tin của Nga và Ukraine đã xác nhận thông tin về sự di chuyển và giao tranh đang diễn ra ở khu vực trọng điểm này. Theo dữ liệu mới nhất được AVP đăng tải, lực lượng vũ trang Ukraine đang tích cực sử dụng pháo binh và máy bay không người lái nhằm gây khó khăn cho việc tập hợp các đơn vị Nga ở Ocheritino. Để đối phó với cuộc tấn công của quân đội Nga lực lượng vũ trang Ukraine đã huy động lực lượng của lữ đoàn cơ giới số 47 để phản công và thu hẹp các khoảng trống trong phòng thủ. Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine chỉ ra rằng, chỉ trong một ngày, theo hướng Adipka, quân đội Nga đã thực hiện 14 cuộc tấn công vào các khu vực Novokalinovo, Ocheritino, Novobakmotoka và các khu vực khác nhằm mục đích đẩy các đơn vị Ukraine khỏi vị trí của họ. Petro Andriuschenko, trợ lý của thị trưởng Ukraine lưu vong ở Mariupol, cho biết ít nhất 6 tên lửa đã tấn công một doanh trại đang được quân đội Nga sử dụng ở Babak Tarama thuộc vùng Donetsk phía đông Ukraine. Vụ tấn công khiến nhiều người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương. Ông nói trong một bài đăng trên Telegram rằng tất cả họ đều là sĩ quan, không có binh sĩ nào sống ở đó. Lực lượng Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các căn cứ quan trọng của Nga nằm sâu trong phòng tuyến của kẻ thù bằng cách sử dụng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái. Trước đó, quân đội Nga cũng được cho là đã phải chịu tổn thất không đáng có sau những chiến thắng trên chiến trường Ukraine do sự chủ quan. Hồi cuối tháng 2, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Cận vệ 36 thuộc Tập đoàn Quân 29 của Nga đang xếp hàng trên bãi đất trống của ngôi làng để chờ chỉ thị của chỉ huy thì bị hỏa lực Ukraine tập kích và chịu thương vong nặng nề. Theo BBC, khoảng 200 đến 300 sĩ quan, binh sĩ Nga từ ba đại đội của lữ đoàn 36 có mặt tại hiện trường đã bị tên lửa từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Ukraine bắn trúng. Con số thương vong được cho là lên tới hơn 60 người. Đây không phải là một tổn thất nhỏ bởi sự kiện đã khiến ba đại đội bộ binh này mất đi khả năng chiến đấu. Tiền thân của lữ đoàn là sư đoàn bộ binh cận vệ 36 từng tham gia chiến dịch phòng thủ Stalingrad nổi tiếng trong Thế chiến 2. Ở diễn biến khác, vào cuối tuần qua, lực lượng phòng không Nga đã chặn một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trên khắp khu vực phía tây của đất nước, phá hủy khoảng 50 UAV trên các khu vực biên giới Belgorod, Bryansky và Kursk. Kể từ tháng 1, Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công tầm xa bằng UAV tự sát vào các cơ sở năng lượng của Nga, bao gồm các kho dầu và nhà máy lọc dầu. Các cuộc tấn công của Ukraine đã làm gián đoạn 16% công suất lọc dầu của Nga vào cuối tháng 3. Washington Post đưa tin, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gặp riêng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị an ninh Munich vào tháng 2, yêu cầu Kiev kiềm chế các cuộc tấn công nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Một số nhà quan sát cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden lo ngại các cuộc tấn công như vậy có thể làm tăng giá năng lượng toàn cầu và dẫn đến sự đáp trả của Nga. Theo các phương tiện truyền thông, Ukraine đã bác bỏ yêu cầu của phía Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục những cuộc tấn công như vậy cho đến khi phương Tây cung cấp thêm vũ khí để giúp Kiev đối phó với Nga. Theo Drive, quân đội Nga gần đây đã sử dụng khói ngụy trang, một chiến thuật lâu đời trên quy mô lớn nhằm giúp che giấu các cuộc tấn công của nước này vào phòng tuyến Ukraine ở Lugansk. Cách làm này của Nga đã tỏ ra hiệu quả khi UAV cảm tử và pháo binh Ukraine hầu như không thể ngăn chặn Moscow tấn công Cói ngụy trang đã giúp Nga nhanh chóng giành quyền kiểm soát thị trấn Belogorovka và gia tăng sức ép lên phòng tuyến của Ukraine ở tỉnh Lugansk vừa qua. Còn trên kênh Telegram Wrongside, trong một video được đăng tải cho thấy, lực lượng Nga đã dùng xe tăng chuyên dụng thả man khói lớn trên khu vực bằng phẳng gần thị trấn Belogorovka phía tây thành phố Severodonetsk và Lysychansk thuộc tỉnh Lugansk. Rongsai cho biết lính phòng hóa thuộc cánh quân phía Nam đã có hỗ trợ đáng kể cho các đơn vị tiến công họ sử dụng khói ngụy trang dày đặc để ngăn lực lượng vũ trang Ukraine đưa UAV lên trên không. Điều này giúp các cánh quân của Nga an toàn. Video do UAV Nga ghi lại cho thấy khoảng một chục phương tiện phun ra những vạt khói trắng. Chúng sau đó hợp nhất thành một đám mây che phủ mặt đất. Cũng từ video của Ronside, phương tiện được quân đội Nga sử dụng để tạo khói ngụy trang trên chiến trường là xe tạo khói TDA-3. Phương tiện này sử dụng khung gầm xe tải 6x6 và chỉ cần hai người vận hành loại vũ khí này đã được Nga đưa vào sử dụng vào năm 2016 với mục đích tạo ra màn khói dày đặc nhằm che giấu các đơn vị quân đội hoặc vũ khí trước hệ thống trinh sát của đối phương. TDA-3 được gắn trên khung gầm xe tải Cam AZ-5350. Phương tiện này bao gồm thiết bị điện, thùng chứa hỗn hợp tạo ra khói và thùng trộn hỗn hợp. Theo các báo cáo của Nga, TDA-3 có thể sẵn sàng hoạt động chỉ trong vòng 5 phút và tạo ra màn khói 29 bao mỗi phút. Sau khi được nạp đầy, các thùng chứa sẽ cung cấp khả năng bao phủ khói liên tục trong tối đa 6 giờ. Cũng theo Drive, đây không phải là lần đầu tiên Nga áp dụng chiến thuật sử dụng khói ngụy trang để che giấu các hoạt động quân sự này. Trước đó, Nga từng sử dụng màn khói để che giấu việc chuyển hệ thống phòng không S-300 tới Syria vào năm 2018. Màn khói có khả năng làm mù bất kỳ camera quang điện nào và cả một số camera quang học hồng ngoại tùy thuộc vào độ chính xác. Gần đây nhất là vào tháng 1 năm nay, quân đội Nga cũng đã dùng TDA-3 để bảo vệ bán đảo Crimea trước các cuộc tấn công của Ukraine từ trên không. Ngoài ra, lực lượng Nga cũng đã nhiều lần sử dụng màn khói để chọc mù camera trên UAV góc nhìn thứ nhất FPV và trinh sát chỉ thị mục tiêu cho pháo binh. Màn khói mà họ thả gần làng Belogorovka được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Howard Altman, chuyên gia quốc phòng của Drive, nhận định nếu khói che khuất các đơn vị đang tiến công, FPV không thể lao xuống tập kích và drone trinh sát không thể xác định chính xác vị trí mục tiêu cho pháo binh trong lúc đạn pháo khan hiếm ukraine không thể bắn mà không rõ mục tiêu uav ngày càng trở nên phổ biến trong xung đột nga ukraine và gây thiệt hại đáng kể cho cả hai bên tham chiến điều này sẽ khiến chiến thuật thả khói diện rộng trở nên phổ biến trên chiến trường nga đang tiến công về phía tây và có thể sẽ thu được nhiều lợi ích nhất khi sử dụng chiến thuật này không chỉ nga cả ukraine cũng đã và đang sử dụng khói ngụy trang trên chiến trường chẳng hạn như các hệ thống khói ngụy trang trên xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ viện trợ. Chuyên gia Outman kết luận, bên cạnh các biện pháp chống UAV công nghệ cao, những giải pháp cơ bản như tạo ra màn khói để che giấu các mũi tấn công vốn xuất hiện từ thời trung cổ vẫn hiệu quả và được cả hai bên sử dụng. Nga đã có thể chiếm được ngôi làng Ocheretine phía tây bắc Adipka trong một cuộc tấn công sau khi lữ đoàn 47 dày dặn kinh nghiệm chiến đấu của Ukraine rút lui. Lữ đoàn này được thành lập để dẫn đầu cuộc phản công thất bại vào mùa hè năm ngoái của Ukraine và được trang bị xe bọc thép do Mỹ sản xuất và được NATO huấn luyện, đã chiến đấu không ngừng nghỉ trong gần 12 tháng. Sau khi cuộc tấn công phía nam của Kiev lên đến đỉnh điểm, lữ đoàn được tái triển khai để tiếp viện cho Adipka, thành phố thuộc vùng Donetsk, vốn đã nằm dưới sự kiểm soát của Moscow vào tháng 2. Vừa qua, lữ đoàn 115 của Ukraine được lệnh thay thế lữ đoàn 47 bảo vệ tiền tuyến ngay phía đông Ocheretine. Nhưng khi quân đoàn 47 rút lui, các lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công khiến họ nằm trong khoảng cách ấn tượng với các tuyến phòng thủ mới được củng cố giữa tiền tuyến và một vùng đất bất khả kháng rộng 20 dặm dẫn đến thành phố Poprok, một trung tâm hậu cần quan trọng để bảo vệ Donbass. Mykola Menik, đại đội trưởng của sư đoàn 47 bị mất một chân trong cuộc tấn công mùa hè, đã viết trên mạng xã hội rằng sự tiến quân mạnh mẽ của quân đội Nga trở nên khả thi hơn vì một số đơn vị đã rời khỏi vị trí hy vọng họ được huấn luyện và đào tạo lại. Khoảng trống do Sư đoàn 115 tạo ra đã cho phép Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 30 của Nga tiến dọc theo tuyến đường sắt chạy theo hướng Tây Bắc từ Adipka đến Ocheretine. Cập nhật mới nhất của trang web có thẩm quyền của Ukraine, Deep State, nơi lập bản đồ những thay đổi trên chiến trường cho thấy phần lớn ngôi làng nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga bộ quốc phòng nga tuyên bố quân đội ukraine đã chạy trốn khỏi ocheretine theo từng nhóm nhỏ dưới hỏa lực dày đặc của nga đoạn phim được chia sẻ trực tuyến bởi các blogger quân sự ủng hộ điện kremlin dường như cho thấy lá cờ nga tung bay phía trên ngôi làng đầy vết tích giao tranh trong khi đó phía ukraine cho biết chưa mất hoàn toàn quyền kiểm soát làng ocheretine theo truyền thông Ukraine, Bộ Tư lệnh Quân đội thông báo mở cuộc điều tra xác minh lý do lữ đoàn số 115 bất tuân lệnh, từ bỏ vị trí phòng thủ. Báo Mỹ nhận định dù chuyện gì xảy ra trong nội bộ lữ đoàn số 115 thì đây dường như là vấn đề mang tính hệ thống. Trong vài tuần qua, Ukraine ghi nhận hai đơn vị chiến đấu bất tuân lệnh, tự ý từ bỏ vị trí phòng thủ. Đó là trường hợp lữ đoàn cơ giới số 67 ở thành phố Chashopja, vùng Donetsk. Việc lữ đoàn từ chối giữ các cứ điểm phòng thủ khiến Bộ Tư lệnh Quân đội Ukraine quyết định giải tán hoàn toàn đơn vị này. Sau sự việc, các chỉ huy lữ đoàn số 67 cũng đang bị điều tra. Ngày 24 tháng 4, các phương tiện truyền thông và quan chức Nga đưa tin về các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở năng lượng và công nghiệp của Nga tại Smolensk, Lipetsk và Voronezh. Thống đốc tỉnh Smolensk, ông Vasily Anokhin tuyên bố trên Telegram rằng, cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở nhiên liệu và năng lượng đã dẫn tới hỏa hoạn ở các quận Smolensk và Yasevo, nhưng không gây thương vong. Theo các nguồn tin của báo The Kiev Independent, tập đoàn Rosneft của Nga đã mất hai cơ sở lưu trữ và bơm nhiên liệu chất bôi trơn ở các quận Yasevo và Radorovo thuộc tỉnh Smolensk. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy kho chứa dầu ở Yasevo đang cháy dữ dội. Đây là nơi lưu trữ khoảng 26.000 mét khối nhiên liệu. Nguồn tin của báo The Kiev Independent cho hay, vụ tấn công được thực hiện bởi thiết bị bay không người lái của cơ quan an ninh Ukraine và nước này sẽ tiếp tục phá hủy một cách hiệu quả cơ sở hạ tầng quân sự và hậu cần cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga. Những tuần gần đây, các lực lượng Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm gây thiệt hại cho ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga. Một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga vừa qua được cho là đã gây ra hỏa hoạn tại bể chứa nhiên liệu ở tỉnh Smolensk. Các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu năng lượng của Nga đã khiến các quan chức Mỹ chỉ trích. Những người đã nói rõ rằng Washington không ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu với lo ngại rằng điều này có thể đe dọa thị trường năng lượng toàn cầu đáp lại tổng thống ukraine ông volodymyr zelensky cho rằng kiev có quyền sử dụng vũ khí của mình với các cuộc tấn công trả đũa vào các nhà máy lọc dầu của nga ukraine đã bảo vệ các cuộc tấn công của mình vào các nhà máy lọc dầu của nga bằng cách lưu ý rằng doanh thu từ dầu mỏ là trung tâm của nền kinh tế nga khiến các cơ sở dầu mỏ trở thành mục tiêu hợp pháp các nhà hoạch định quân sự Ukraine dự kiến cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mở rộng của họ sẽ gây ra những hậu quả về quân sự, kinh tế và chính trị cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong lĩnh vực quân sự, các cuộc tấn công đã xác nhận rằng các cơ sở dầu mỏ của Nga không được bảo vệ đầy đủ. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tiếp theo của Ukraine có thể buộc Nga phải triển khai lại các hệ thống phòng không hiện có để bảo vệ các nhà máy lọc dầu. Điều này có khả năng tạo cơ hội cho Ukraine tấn công các mục tiêu có giá trị cao khác bên trong lãnh thổ Nga. Các chỉ huy quân sự Ukraine hy vọng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái có thể làm suy yếu năng lực chiến đấu của Nga. Quân đội Nga phụ thuộc rất nhiều vào các sản phẩm dầu mỏ đã tinh chế như xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay phản lực. Việc giảm công suất lọc dầu của Nga có thể tác động đến nguồn cung cấp nhiên liệu quân sự về lâu dài tạo ra những thách thức về hậu cần cho quân đội Nga và cản trở việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn mới trong năm 2024. Chiến lược của Ukraine cũng mang tính kinh tế và nhằm mục đích giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Anh, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã làm gián đoạn ít nhất 10% công suất lọc dầu của Nga. Quá trình sửa chữa thiệt hại do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái còn phức tạp hơn do các nhà máy lọc dầu của Nga phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ phương Tây. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng hàng không chiến thuật, tên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy hệ thống tên lửa phòng không MIM-23 Hawk do Mỹ sản xuất, đồng thời đánh trúng một kho chứa máy bay không người lái của Lữ đoàn Phòng thủ Mặt đất số 113, cũng như phá hủy nhiều thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine ở 115 khu vực. Cũng theo bộ này, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ một tên lửa chiến thuật tốc cao của Ukraine, 6 tên lửa HIMARS, 4 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, và 104 máy bay không người lái. Được biết, đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Nga xác nhận việc phá hủy MIM-23 Hawk kể từ khi chúng được Ukraine đưa vào sử dụng. MIM-23 Hawk thường được sử dụng để chống lại máy bay không người lái hoặc đánh chặn tên lửa. So với các hệ thống phòng không tầm trung hiện đại như NASAM-S hay IRIS-T SLM, tổ hợp MIM-23 Hawk được coi là hệ thống phòng không lỗi thời. Hệ thống này được sử dụng lần đầu tiên tại Mỹ vào năm 1960 và đóng vai trò là trụ cột chính trong lực lượng phòng không của các nước NATO suốt thời kỳ chiến tranh lạnh. Đến nay vẫn có khoảng 10 quốc gia sử dụng MIM-23 Hawk. MIM-23 Hawk là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung do công ty Raytheon của Mỹ thiết kế và phát triển, được trang bị 4 đài radar, 6 bệ phóng, 3 đạn tên lửa bệ và một số thành phần hỗ trợ khác các phiên bản đời đầu của hệ thống phòng không này có tầm bắn lên tới 25 km và độ cao lên tới 14 km. Sau khi hiện đại hóa, phạm vi đánh chặn mục tiêu tối đa được tăng lên 40 km, còn độ cao đánh chặn tối đa là 18 km. Thời gian gần đây, Nga thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công tầm xa, có độ chính xác cao vào cơ sở hạ tầng quân sự, trung tâm hậu cần và cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Moscow đã nhiều lần khẳng định không tấn công các mục tiêu dân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng ca ngợi ngành công nghiệp quốc phòng của Nga và cho biết ngành này đã liên tục tăng sản lượng. Theo ông, việc này đã làm tăng đáng kể khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang và tình hình tại khu vực hoạt động quân sự đã chứng minh điều đó. Trong bối cảnh căng thẳng hiện nay với Mỹ và các đồng minh của nước này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ tăng cường sản xuất vũ khí đồng thời cam kết sẽ tăng cường độ tấn công vào các trung tâm hậu cần và cơ sở lưu trữ vũ khí của phương Tây. Vũ khí và đạn dược trong gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ của Mỹ được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine làm chậm bước tiến của quân đội Nga và ngăn chặn các cuộc tấn công đẫm máu của lực lượng này trên chiến trường. Đồng thời, gói viện trợ mới cũng được cho là sẽ giúp Ukraine có thêm thời gian để lên kế hoạch dài hạn về cách lấy lại một phần năm lãnh thổ đất nước hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ông Michael Clark, giáo sư thỉnh giảng về nghiên cứu chiến tranh tại King's College London bình luận, cuối cùng gói viện trợ sẽ mang lại cho Ukraine khả năng tiếp tục duy trì xung đột trong năm nay. Đôi khi trong chiến tranh, bạn chỉ cần giữ vững vị trí, bạn chỉ cần tránh bỏ cuộc, đầu hàng. Các nhà lập pháp thừa nhận những đột phá trong tương lai của Ukraine vẫn phụ thuộc vào việc chuyển giao viện trợ kịp thời hơn khi Nga vẫn đang tiến về phía trước tại một số điểm dọc theo mặt trận dài 1.000 km, sử dụng xe tăng, bộ binh và bom lượn do vệ tinh dẫn đường để tấn công lực lượng Ukraine. Nhà lập pháp đối lập Vadim Ivchenko, thành viên Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine cho rằng, mục tiêu của lực lượng Ukraine hiện nay là giữ phòng tuyến cho đến khi phần lớn nguồn viện trợ mới đến vào giữa mùa hè, đồng thời dự đoán sẽ có một số chuyển động tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào cuối mùa hè. Nhưng một số chuyên gia quân sự khác lại nghi ngờ Ukraine có đủ nguồn lực để sớm thực hiện các cuộc tấn công nhỏ. Matthew Savin, Giám đốc khoa học quân sự tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, một tổ chức nghiên cứu ở London cho biết, khoản tài trợ của Mỹ có lẽ chỉ có thể giúp ổn định vị thế của Ukraine trong năm nay và có cơ hội chuẩn bị cho các hoạt động tấn công vào năm 2025. Trong kịch bản tốt nhất cho Ukraine, gói viện trợ mới của Mỹ sẽ giúp các chỉ huy Ukraine có thời gian tổ chức lại và huấn luyện các binh sĩ của mình để tránh thất bại trước Nga trong năm nay. Còn chuyện giành chiến thắng lại là một chuyện hoàn toàn khác. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay, những tháng gần đây, các đồng minh NATO chưa viện trợ như đã cam kết, nhưng vẫn chưa quá muộn để Ukraine giành thế áp đảo bởi đang có thêm viện trợ được triển khai. Quân đội Ukraine đang thất thế tại tiền tuyến do thiếu hụt đạn dược và vũ khí. Ông Stoltenberg lưu ý, Mỹ đã phê duyệt gói viện trợ hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, trong khi Anh, Đức, Hà Lan đưa ra những cam kết mới. Ông Stoltenberg cho biết chúng ta có trách nhiệm biến cam kết thành hiện thực và cần làm thật nhanh. Ngoài ra, Tổng thư ký NATO cũng cho rằng Trung Quốc hỗ trợ nền kinh tế thời chiến của Nga bằng cách chia sẻ công nghệ hiện đại có thể dùng trong sản xuất tên lửa, xe tăng và phi cơ. Theo ông Stoltenberg, Trung Quốc không thể vừa muốn có quan hệ tốt với phương Tây, vừa tiếp sức cho cuộc xung đột lớn nhất châu Âu. Mỹ cũng cáo buộc Trung Quốc cung cấp công nghệ lưỡng dụng giúp Nga tăng cường năng lực quân sự để thúc đẩy đa tiến công trên chiến trường Ukraine. Trung Quốc chỉ trích Mỹ cáo buộc vô căn cứ khẳng định nước này có quyền duy trì quan hệ thương mại bình thường với tất cả quốc gia, trong đó có Nga. Ngày 24 tháng 4 vừa qua, dự luật viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 60 tỷ đô la Mỹ đã được Tổng thống Mỹ Biden ký thành luật sau thời gian dài trì hoãn. Cùng với việc gói viện trợ mong chờ từ lâu được thông qua, Ukraine cũng nhận được thông tin Mỹ sẽ tiếp tục chuyển thêm các lô tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa Atak-MS có tầm bắn khoảng 300 km Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan cho biết, trong 6 tháng qua, Ukraine bị thiếu đạn dược và điều đó dẫn đến việc họ để mất một số khu vực ở phía đông. Dù Ukraine nhận được tin về gói viện trợ mới, nhưng nước này vẫn chịu áp lực nặng nề trên chiến trường trong những tuần tới. Nhận được tin vui từ Mỹ, Tổng thống Ukraine tỏ rõ sự vui mừng và đã ngay lập tức bày tỏ cảm ơn đồng minh. Tuy nhiên, Ukraine hiện cũng gặp một số vấn đề liên quan đến nhân lực. Trước những động thái mới của Ukraine và đồng minh, giới chức Nga đồng loạt cho biết cục diện xung đột sẽ khó có thay đổi. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Nga đã và sẽ tiếp tục xóa tan huyền thoại về tính ưu việt của vũ khí phương Tây trên chiến trường Ukraine. Trong khi, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết tình hình trên chiến trường đã rõ ràng, tuy nhiên chúng tôi vẫn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nhắc lại rằng tất cả những lô vũ khí mới này có lẽ đã sẵn sàng sẽ không làm thay đổi cục diện. Ngoại trưởng Nga cảnh báo rằng sự giúp đỡ của Mỹ và đồng minh cho Ukraine chỉ làm cho cuộc xung đột kéo dài và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân lớn. Đây cũng là nhận định của chuyên gia quân sự Matthew Saville rằng các nguồn tài trợ chỉ giúp kéo dài thêm thời gian cho Ukraine chống cự lại các đòn tấn công từ Nga, chứ chưa thể lật ngược cán cân quân sự trên chiến trường trong thời điểm này. Trước đó, quân đội Ukraine đã từng sử dụng tên lửa tầm bắn 300 km hai lần trong xung đột với Nga đây là tên lửa có tầm bắn xa nhất được Mỹ cung cấp cho Ukraine. Cuộc tấn công đầu tiên diễn ra vào ngày 17 tháng 4 nhằm vào một sân bay quân sự Nga ở bán đảo Crimea cách tiền tuyến khoảng 160 km. Hôm 23 tháng 4, Ukraine lần thứ hai phóng tên lửa Atak MS tầm bắn 300 km nhằm vào các mục tiêu của Nga ở thành phố Bediansky, vùng Zaporizhia. Việc sử dụng tên lửa mới giúp Ukraine có thể tấn công các mục tiêu của Nga ở bán đảo Crimea và các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát ở miền đông mà trước đây không thể nhắm tới. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ cung cấp cho Ukraina các tên lửa ATACMS mang đầu đạn nổ phân mảnh thay vì đầu đạn chùm. Trung tướng ITEC BZ, cựu phó tư lệnh không quân Nga cho rằng tên lửa ATACMS là phương tiện hủy diệt hiện đại nhưng các hệ thống phòng không của Nga hoàn toàn có khả năng đánh chặn. Ông ITEC BZ nhấn mạnh những tên lửa này của Mỹ khá dễ bị bắt bài, hệ thống phòng không của chúng tôi có khả năng đánh chặn ATACMS. Truyền thông Anh vừa qua đưa tin gói viện trợ mới nhất của nước này dành cho Ukraine sẽ có bom dẫn đường Paveway 4. Một quan chức Bộ Quốc phòng Anh sau đó xác nhận bom Paveway 4 nằm trong gói 1.600 quả đạn mà Thủ tướng Rishi Sunak công bố vừa qua bên cạnh một số tên lửa hành trình Storm Shadow, Scarp EG, song chưa rõ số lượng cụ thể. Ngoài ra chưa rõ Ukraine sẽ lắp bom dẫn đường Paveway 4 lên loại máy bay nào Truyền thông Anh cho biết, loại bom này có thể trang bị cho tiêm kích F16 sắp đến Ukraine trong vài tháng tới, hoặc máy bay quân sự từ thời Liên Xô mà nước này sở hữu. Việc Anh chuyển bom Paveway 4 cho Ukraine đánh dấu lần đầu tiên nước này nhận vũ khí dẫn đường bằng laser của phương Tây, có thể giúp họ tập kích chính xác mục tiêu đang di chuyển và duy trì độ chính xác trong môi trường gây nhiễu tín hiệu GPS. Bom Paveway 4 có chiều dài 3,1 m, đường kính 0,27 m, sải cánh khi xòe 0,42 m nặng 230 kg, sử dụng phương thức dẫn hướng bằng quán tính, có hoặc không có sự trợ giúp của GPS và laser bán chủ động. Đầu đạn là bom thường MK82 nâng cấp nặng 225 kg. Ngòi nổ có thể được kích nổ theo độ cao tùy chọn, tầm bay trên 30 km, tùy thuộc độ cao thả bom, tốc độ bay cân âm. Bom có thể kích nổ trên không ở độ cao khác nhau, chạm nổ hoặc nổ sau khi xuyên phá. Trong một diễn biến liên quan, sau chuyến thăm Trung tâm Nghiên cứu Quân sự Portendown vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Grant Sharp cho biết các nguyên mẫu của vũ khí năng lượng định hướng laser LDEV Dragonfire mới nhất thử nghiệm lần đầu vào tháng 1 năm 2024 có thể được cung cấp cho Ukraine trong tương lai gần để ứng dụng và thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu thực tế. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Grant Sharp, Anh đã lên kế hoạch bổ sung Dragonfire vào kho vũ khí của nước này vào năm 2027 và đang xem xét có thể gửi nguyên mẫu đến Ukraine sớm hơn hay không. Đầu tháng 1 năm nay, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố đã thử nghiệm thành công vũ khí laser công suất cao để chống lại các mục tiêu trên không. Đến tháng 3 năm 2024, Bộ Quốc phòng Anh công bố kết quả một trong các cuộc thử nghiệm Dragonfire, trong đó hệ thống này đã đánh chặn thành công một máy bay không người lái và khiến một quả đạn pháo phát nổ trong vòng chưa đầy 5 giây. Sau đó, nghị sĩ Ukraine Oleksiy Goncharenko nói với Newsweek rằng đất nước của ông đã sẵn sàng thử nghiệm Dragonfire trên chiến trường. Thêm vào đó, cựu cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko cho hay vào thời điểm đó trong một bài đăng trên nền tảng X rằng Ukraine sẵn sàng tiếp nhận và thử nghiệm hoạt động của tổ hợp laser như vậy trên tiền tuyến. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Grant thì nhấn mạnh, hãy nói rằng hệ thống laser không cần phải hoàn hảo 100% thì Ukraine mới có thể chạm tay vào. Nó không được thiết kế hoàn hảo 99,9% mới triển khai trên tiền tuyến mà chỉ cần đạt 70% là có thể sử dụng và nâng cấp thêm từ chiến trường. Theo Bộ Quốc phòng Anh, Dragonfire có thể bắn vật thể có kích thước bằng một đồng xu nhỏ cách xa 1.000m và chi phí một lần bắn là 12,52 đô la Mỹ. Đồng thời, loại vũ khí này có thể cung cấp giải pháp thay thế lâu dài với chi phí thấp để bắn hạ UAV. Anh không phải là quốc gia duy nhất phát triển vũ khí laser. Nga cũng đã sử dụng vũ khí laser để bắn hạ UAV của Ukraine. Tuy nhiên, loại vũ khí này đôi khi gặp trở ngại từ thời tiết. Đại diện nhà sản xuất tổ hợp phòng không lớn nhất của Nga, tập đoàn Anmat Antey không đánh giá cao tên lửa hành trình Taurus của Đức. Các chuyên gia của tập đoàn Anmat Antey, nhà sản xuất tổ hợp phòng không lớn nhất của Nga cho biết, họ có thể thay đổi thuật toán của hệ thống tên lửa phòng không ngay tại địa điểm triển khai nhằm cải thiện khả năng chống lại máy bay không người lái. Điều này được công bố bởi Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực phát triển khoa học và kỹ thuật của doanh nghiệp, ông Sergei Druzhin. Kể từ khi bắt đầu bùng nổ xung đột Ukraine, các chuyên gia của Anmat Antey đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, việc thay thế các thuật toán của hệ thống phòng không là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng hoàn toàn có thể giải quyết được. Ông Druzin nói rõ, Ở mức độ lớn hơn, cả thiết bị và thuật toán của chúng tôi đều đã được cải tiến, đồng thời khả năng của các tổ hợp phòng không cũng được mở rộng. Hơn nữa, tất cả điều này được thực hiện như vẫn thường nói là từ bánh xe, trong một số trường hợp không các sửa đổi về toán học được thực hiện ngay tại địa điểm triển khai thảo luận về khả năng Đức cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho lực lượng vũ trang Ukraine. Đại diện của Anmat Ante cho biết, mặc dù chúng là mục tiêu khó nhưng không gây ra vấn đề gì cho các hệ thống phòng không của Nga. Ông Ruzin kết luận, thành thật mà nói đây không phải một mục tiêu dễ dàng khi nó có diện tích phản xạ radar nhỏ, nghĩa là rất khó để phát hiện và bắn hạ. Nhưng tiềm năng của lực lượng phòng không Nga là rất lớn, mang lại niềm tin sẽ đối phó thành công vũ khí này. Mặc dù vậy, nếu trường hợp đối đầu giữa lực lượng phòng không Nga và tên lửa hành trình Taurus diễn ra, chưa có gì đảm bảo vũ khí trên sẽ bị bắn hạ dễ dàng như những gì đại diện tập đoàn Anmat An Tây tự tin khẳng định. Được biết, tên lửa Taurus là một trong những vũ khí hiện đại nhất trong biên chế quân đội Đức. Mẫu tên lửa này còn ưu việt hơn cả tên lửa Storm Shadow, SCAP của Anh và Pháp đã cung cấp cho Ukraine. Không chỉ có tầm bắn xa hơn, tên lửa Taurus còn được thiết kế để xuyên sâu qua các mục tiêu kiên cố như hầm trú ẩn, cầu đường. Chuyên gia Fabian Hoffman đến từ Đại học Oslo ở Na Uy cho biết, Taurus là tên lửa tầm xa tốt nhất trong kho vũ khí của phương Tây với khả năng đánh sập các cây cầu kiên cố. Trên lý thuyết, nếu Ukraine muốn đánh sập cầu Crimea thì tên lửa Taurus là phù hợp nhất đầu đạn của tên lửa Taurus được tích hợp ngòi nổ chậm cho phép các kỹ sư cài đặt thời gian để tên lửa xuyên qua cấu trúc cây cầu và phá nổ nhằm tạo ra sức công phá lớn nhất. Ngoài khả năng xuyên phá tốt hơn, tên lửa Taurus còn có tính năng tàng hình vượt trội hơn so với các mẫu Storm Shadow, Scarp. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng Nga đang sản xuất nhiều vũ khí hơn mức cần thiết để tiếp tục kế hoạch quân sự của nước này ở Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình công cộng ARD hôm 24 tháng 4, ông Pistorius được hỏi liệu ông có đồng tình với đánh giá của các nước vùng Baltic rằng Nga có thể sẵn sàng tấn công lãnh thổ NATO trong vài năm tới hay không. Vị chính trị gia thuộc đảng SPD của thủ tướng Đức Olaf Scholz trả lời rằng không có quả cầu pha lê nào có thể báo trước được tương lai. Ông Pistorius nói, nhưng điều mà các chuyên gia quân sự và vũ khí nói là Nga đang mở rộng sản xuất vũ khí và lưu ý rằng trong bối cảnh của một nền kinh tế thời chiến, một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức, trong trường hợp xung đột gia tăng, toàn bộ NATO sẽ bị ảnh hưởng chứ không riêng gì nước Đức. Ông Pistorius nói, trong trường hợp như vậy, chúng ta sẽ phải có khả năng tự vệ, đó là lý do tại sao chúng tôi đang nỗ lực hết sức để trang bị phù hợp cho các lực lượng vũ trang ở châu Âu trong NATO. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Phần Lan kết luận rằng Việc tăng sản lượng và mức chi tiêu quân sự tổng thể của Nga có thể không bền vững do sự hao hụt về đầu tư, nhân lực và vật chất từ các lĩnh vực khác của nền kinh tế Nga. Phân tích của Ngân hàng Trung ương Phần Lan cũng cho thấy phần lớn sự gia tăng sản lượng liên quan đến quốc phòng là ở các sản phẩm công nghệ thấp như thép chế tạo, chứ không phải các sản phẩm phức tạp hơn như chất bán dẫn mà Nga vốn phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài. Trong khi Nga có thể né tránh các lệnh trừng phạt đối với một số sản phẩm thì các linh kiện chuyên dụng khác mà Nga mua từ phương Tây, chẳng hạn như hệ thống quang học của xe tăng lại khó mua hơn nhiều thông qua bên thứ ba. Một số nhà phân tích đã đặt ra câu hỏi về sản lượng vũ khí của Nga. Chẳng hạn, số liệu sản lượng của Nga không phân biệt giữa xe bọc thép mới được sản xuất và các mẫu cũ từ kho dự trữ và tân trang lại. Theo ước tính của Michael J. nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế dựa trên các hình ảnh vệ tinh trước và sau khi xung đột nổ ra, năm 2023 nga đã đưa ít nhất là 1.200 xe tăng cũ ra khỏi kho dự trữ. Điều đó có nghĩa là nga đã sản xuất khoảng 330 xe tăng mới vào năm ngoái, nhưng con số thực tế có thể thấp hơn. Chuyên gia JSTAT trích dẫn hình ảnh do Planet Labs PBC cung cấp cho thấy có tới 200 xe tăng ở bên ngoài nhà máy sản xuất xe tăng Omskansmash ở Omsk, mặc dù nhà máy đã không sản xuất xe tăng mới trong vài năm trước khi xung đột nga-ukraina bùng phát. Theo Wall Street Journal. Nga chưa lên tiếng bình luận về sản lượng và chất lượng vũ khí của nước này. Nga cũng tăng cường dự trữ đạn pháo cũ. Theo Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, Russi, một cơ quan cố vấn của Vương quốc Anh, kho dự trữ đạn pháo của Nga hiện có khoảng 3 triệu viên, phần lớn trong số đó đã khá cũ. Russi và các nhà phân tích khác cho rằng sản lượng đạn dược trong nước của Nga có thể sẽ không đủ để chiến đấu lâu dài với Ukraine, nghĩa là Moscow sẽ phải nhận thêm nguồn cung từ các đối tác nước ngoài. Các nhà phân tích cho biết Triều Tiên, Iran và Belarus đã cung cấp đạn dược cho Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ phân tích quân đội Nga đang tìm cách khai thác khoảng trống thiếu nhân lực của Ukraine trước khi viện trợ của Mỹ xuất hiện. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng viện trợ sẽ được chuyển đi trong vài giờ sau khi ông ký dự luật hôm 24 tháng 4, song hiện không rõ sẽ mất bao lâu để vũ khí và đạn dược đến tay binh sĩ Ukraine tại tiền tuyến giám đốc Konrad Muzika từ công ty tư vấn quân sự Rochan của Ba Lan cho biết. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến Ukraine yếu đi là thiếu nhân lực. Ông Alexander, một chỉ huy tiểu đoàn Ukraine, nói với tờ The Washington Post hồi tháng 2 rằng các quân số trong đơn vị chỉ còn khoảng 35% so với mức thông thường. Tờ Wall Street Journal vừa qua đưa tin ở thành phố chiến lược Chasopya, vùng Donetsk, miền đông Ukraine, tình hình đang trở nên khó khăn với lực lượng Kiev khi quân số của Ukraine ít hơn 10 lần so với quân đội Nga. Hãng thông tấn TASS ngày 24 tháng 4 đưa tin quân đội Nga đã đẩy lùi 7 cuộc phản công của Ukraine tại vùng Donetsk, bao gồm Chashopya, cũng như giành lại một số vị trí tại tiền tuyến. Báo Wall Street Journal có đoạn Binh sĩ đôi khi hết lương thực, nước uống và thuốc men, máy bay không người lái săn lùng các phương tiện chở trang thiết bị và binh sĩ mới ra tiền tuyến. Những người lính với những vết thương có thể sẽ thiệt mạng trong nhiều ngày chờ sơ tán vì không ai có thể tiếp cận được để chữa trị. Trước tình hình đó, Bộ Ngoại giao Ukraine đã thông báo đình chỉ đơn đăng ký dịch vụ lãnh sự từ các công dân đang ở nước ngoài, cho biết quyết định phù hợp với luật huy động quân mới được thông qua gần đây. Lệnh đình chỉ sẽ kết thúc khi luật huy động quân và các quy định liên quan có hiệu lực ngày 18 tháng 5. Điều này đồng nghĩa với việc nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ ở nước ngoài không thể gia hạn hoặc lấy hộ chiếu mới, cũng như nhận các văn bản như giấy chứng nhận kết hôn. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết các trường hợp khẩn cấp được miễn trừ khỏi lệnh đình chỉ nói trên. Luật mới của Ukraine hạ độ tuổi huy động quân từ 27 xuống 25, yêu cầu toàn bộ nam giới trong độ tuổi này phải báo cáo với phòng tuyển quân để cập nhật giấy tờ theo hình thức trực tiếp hoặc từ xa trong 60 ngày. Nam giới Ukraine ở nước ngoài cần giấy tờ này để sử dụng dịch vụ lãnh sự. Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kosiniak Kamis ngày 24 tháng 4 cho biết nước này sẵn sàng giúp Ukraine đưa các công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ trở về nước để hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột kéo dài 3 năm qua với Nga. Ông Kosiniak Kamis nói với đài truyền hình Polsak News rằng trước đây Ba Lan đã đề nghị hỗ trợ Ukraine nhằm hồi hương những người trong đội tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ông nói, tôi nghĩ nhiều người Ba Lan tỏ ra phẫn nộ khi nhìn thấy những thanh niên Ukraine trong khách sạn và quán cà phê, trong khi chúng tôi, tức Ba Lan, phải rất nỗ lực để giúp Ukraine. Cơ sở dữ liệu Eurostat ước tính khoảng 4,3 triệu người Ukraine đang sống ở các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu tính đến tháng 1 trong đó khoảng 860.000 người là nam giới trưởng thành. Bà Lan đã cấp quy chế bảo vệ tạm thời cho 950.000 người Ukraine, con số lớn thứ hai chỉ sau Đức. Trả lời phỏng vấn nhật báo Pháp vừa qua, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của Mỹ trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Nga liên quan Ukraine. Ông Duda cho biết rằng vấn đề đưa vũ khí hạt nhân của Mỹ đến Ba Lan, gần lãnh thổ Nga đã là chủ đề của các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ba Lan trong một thời gian. Ông Duda nói, tôi đã nói về điều này nhiều lần. Tôi đã tuyên bố Ba Lan sẵn sàng khi phía Mỹ hỏi về khả năng đó. Tổng thống Ba Lan cho rằng sở dĩ Vaksava có lập trường như vậy là do Nga đang ngày càng quân sự hóa vùng Kaliningrad, lãnh thổ hải ngoại của Nga, giáp Ba Lan và Litva. Ông Duda lưu ý việc Moscow cũng đã triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus. Ông Duda cho hay, nếu các đồng minh của chúng tôi quyết định triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của chúng tôi để tăng cường an ninh cho sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO thì chúng tôi sẵn sàng cho điều đó. Trước tình hình đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với hãng thông tấn TASS cho biết cơ sở hạt nhân của NATO nếu được triển khai thường trực ở Ba Lan sẽ trở thành mục tiêu quân sự của Nga. Theo ông Ryabkov, những sứ mệnh chia sẻ hạt nhân của các nước thành viên NATO nằm gần biên giới Nga sẽ làm gia tăng mối đe dọa đối với an ninh Nga. Ông Ryabkov nói, đó là lý do tại sao tất cả các chính trị gia đang thảo luận về lựa chọn này. Ở trong và ngoài Ba Lan nên hiểu, bất kỳ bước đi nào theo hướng này sẽ không tăng thêm an ninh cho Ba Lan và các cơ sở liên quan chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu. Chúng sẽ nằm trong kế hoạch quân sự của Nga. Cũng theo nhà ngoại giao cấp cao Nga, cuộc thảo luận xung quanh việc triển khai các cơ sở hạt nhân của NATO ở Ba Lan đang diễn ra. Ông nhấn mạnh, Moscow đang theo dõi chặt chẽ việc các cơ quan hành pháp Ba Lan cân nhắc chủ đề này như thế nào trong quá trình thảo luận nội bộ. Chia sẻ hạt nhân là một phần trong chính sách răn đe của NATO, cho phép bố trí vũ khí hạt nhân tại các nước thành viên không sở hữu năng lực này. Ngoài ra, chương trình có thể bao gồm những hoạt động như cung cấp máy bay hộ tống hoặc máy bay trinh sát để thực hiện sứ mệnh hạt nhân. Trong khuôn khổ chương trình, NATO đã triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ tới Bỉ, Đức, Italia, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ kể từ tháng 12 năm 2009. Washington có toàn quyền kiểm soát, vận hành các khí tài hạt nhân mà quốc gia này triển khai ở nước ngoài. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa qua khẳng định, NATO không có kế hoạch mở rộng chương trình chia sẻ hạt nhân hay triển khai thêm vũ khí hạt nhân tới bất kỳ quốc gia thành viên nào khác. Ngày 24 tháng 4, Nga đã phủ quyết một nghị quyết của Liên hợp quốc do Mỹ và Nhật Bản bảo trợ, kêu gọi tất cả các quốc gia ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm ngoài không gian. Cuộc bỏ phiếu trong Hội đồng Bảo an 15 thành viên có 13 phiếu thuận, Nga phản đối và Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Nghị quyết sẽ kêu gọi tất cả các quốc gia không phát triển hoặc triển khai vũ khí hạt nhân hay vũ khí hủy diệt hàng loạt khác trong không gian, những điều đã bị cấm theo hiệp ước quốc tế năm 1967 bao gồm cả Mỹ và Nga, đồng thời tán thành về nhu cầu xác minh việc tuân thủ. Đại sứ Mỹ Linda Thomas Greenfield cho biết sau cuộc bỏ phiếu rằng tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow không có ý định triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Tuyên bố trên của tổng thống Putin được cho là nhằm phản ứng trước nhận định của nhà trắng hồi tháng 2 rằng Nga đã phát triển được vũ khí chống vệ tinh mặc dù vũ khí này chưa đưa vào vận hành. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan vào hôm 24 tháng 4 cũng nhấn mạnh về việc Mỹ cho rằng Nga đang phát triển một vệ tinh mới mang thiết bị hạt nhân. Nếu Tổng thống Putin không có ý định triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian, Nga sẽ không phủ quyết nghị quyết này. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia bác bỏ nghị quyết trên và cho rằng nó hoàn toàn vô lý và bị chính trị hóa đồng thời tuyên bố nghị quyết chưa đủ đi xa trong việc cấm tất cả các loại vũ khí trong không gian. Bên cạnh đó, Nga và Trung Quốc đã đề xuất sửa đổi dự thảo Mỹ-Nhật nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia có tiềm năng lớn về không gian, ngăn chặn vĩnh viễn việc lắp đặt vũ khí và đe dọa sử dụng vũ lực ngoài không gian. Mỹ phản đối bản sửa đổi và sau cuộc bỏ phiếu, ông Nebenzia đã chất vấn đại sứ Mỹ về việc Nga muốn có một lệnh cấm lắp đặt bất kỳ loại vũ khí nào ngoài không gian, không chỉ vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhưng tại sao Mỹ lại không muốn điều này? Ông Nebenzia cho biết, phần lớn ý đồ của Mỹ và Nhật Bản dần trở nên rõ ràng hơn nếu chúng ta nhớ lại rằng Mỹ cùng các đồng minh cách đây một thời gian đã công bố kế hoạch đặt vũ khí ngoài không gian. Đại sứ Nga Nebenzia cáo buộc Mỹ ngăn chặn bản kiến nghị năm 2008 của Nga và Trung Quốc về một hiệp ước chống đưa vũ khí ra ngoài không gian. Trong khi đó, bà Thomas Greenfield cũng đưa ra cáo buộc rằng Nga đã phá vỡ các hiệp ước toàn cầu nhằm ngăn chặn sự phổ biến của vũ khí hạt nhân đưa ra những lời lẽ hạt nhân nguy hiểm, trốn tránh một số nghĩa vụ trong việc kiểm soát vũ khí và từ chối tham gia các cuộc thảo luận thực chất về kiểm soát vũ khí hoặc giảm thiểu rủi ro. Bà Thomas Greenfield kêu gọi cuộc bỏ phiếu ngày 24 tháng 4 là một cơ hội thực sự đã bị bỏ lỡ để xây dựng lại niềm tin thiết yếu vào các nghĩa vụ kiểm soát vũ khí hiện có. Thông báo của bà Thomas Greenfield về nghị quyết ngày 18 tháng 3 được đưa ra sau khi Nhà Trắng xác nhận vào tháng 2 năm 2024 rằng Nga đã có đủ năng lực để sử dụng vũ khí chống vệ tinh đáng lo ngại, dù cho loại vũ khí này vẫn chưa đi vào hoạt động. Nhưng theo ông Putin, Moscow không có ý định triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian, đồng thời tuyên bố rằng nước này chỉ phát triển năng lực không gian tương tự như Mỹ. NATO đã thông báo tổ chức diễn tập quân sự ở Phần Lan, nước láng giềng Nga kể từ ngày 26 tháng 4. Phần Lan là một trong hai nước được kết nạp vào liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu này sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát hồi cuối tháng 2 năm 2022. Về kế hoạch tập trận sắp diễn ra của NATO ở Thụy Điển, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vừa qua tuyên bố NATO đang tiếp tục diễn tập quân sự tại một quốc gia từng trung lập, một nước tham gia được tôn trọng trong các cuộc thảo luận về tăng cường ổn định và an ninh. Các cuộc tập trận gần biên giới Nga có tính chất thách thức, nhằm gây áp lực đối với Nga thông qua việc phô trương sức mạnh quân sự. Bà Zakharova khuyến cáo các cuộc tập trận như vậy của NATO đang làm tăng nguy cơ xảy ra các sự cố quân sự tiềm ẩn, đồng thời khẳng định Moscow sẽ theo dõi chặt chẽ các hành động gây hấn tập thể của phương Tây. Sputnik dẫn lời người phát ngôn lưu ý, Nga chắc chắn sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết về chính trị, quân sự và kỹ thuật để chống lại các mối đe dọa đối với khả năng phòng thủ của đất nước. Cũng trong diễn biến liên quan, Trước đó NATO cũng từng phát động cuộc tập trận lớn nhất kể từ chiến tranh lạnh nhằm chuẩn bị cho tình huống quân đội Mỹ tăng cường cho các đồng minh châu Âu ở các quốc gia giáp Nga và ở sườn phía đông của Liên minh nếu xung đột bùng phát với một kẻ địch gần ngang hàng quân sự. Cuộc tập trận quân sự mang tên Steadfast Defender 2024, cuộc tập trận sẽ kéo dài đến tháng 5 với sự tham gia của khoảng 90.000 quân nhân được huấn luyện ở một số nước châu Âu bao gồm Ba Lan, nước láng giềng của Nga. Steadfast Defender 2024 là cuộc tập trận quân sự lớn nhất của NATO kể từ sau chiến tranh lạnh. Cuộc tập trận đã tăng hơn gấp đôi quy mô kể từ khi được công bố vào năm ngoái và được lên kế hoạch rõ ràng để chuẩn bị cho kịch bản xung đột với Nga. Theo sát tình hình của NATO, bà Zakharova cho rằng cuộc tập trận của NATO mang tính chất thách thức. Bà cũng khẳng định Nga không có kế hoạch tấn công các nước NATO, bất chấp lo ngại xung đột toàn cầu sẽ leo thang nếu Nga giành chiến thắng trong hoạt động quân sự tại Ukraine. Đài Bắc chuẩn bị nhận 8 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh theo dự luật vừa được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Trong cuộc họp báo hôm 24 tháng 4, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã chỉ trích quyết định này. Ông Uông cảnh báo quyết định đó sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng và nguy cơ xung đột trên eo biển Đài Loan, Trung Quốc và cuối cùng sẽ là hành động tự bắn vào chân mình. Quốc hội đã phê duyệt 95 tỷ đô la Mỹ viện trợ nước ngoài, trong đó phần lớn chi tiêu liên quan đến Ukraine. Ông Uông cảnh báo mối quan hệ quân sự với Mỹ không thể cứu vớt số phận thống khổ của nền độc lập Đài Loan, đồng thời kêu gọi Washington không tạo ra căng thẳng mới trong khu vực bằng nguồn cung cấp vũ khí của mình. Tuyên bố này diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Trung Quốc trong chuyến thăm 3 ngày. Cụ thể, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Blinken thực hiện chuyến thăm 3 ngày, bắt đầu từ ngày 24 tháng 4, gặp gỡ các quan chức Trung Quốc tại Thượng Hải và Bắc Kinh. Lần cuối cùng ông Blinken ở Bắc Kinh và gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình là vào tháng 6 năm 2023. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết các chủ đề mà ông Blinken sẽ thảo luận bao gồm cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, tình hình xung đột Nga-Ukraine, các vấn đề liên quan eo biển Đài Loan và Biển Đông. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Blinken sẽ trình bày mối quan ngại sâu sắc về điều mà theo Mỹ là hỗ trợ của Trung Quốc đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga. Đầu tháng 4, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell phát biểu tại một hội nghị tại Trung tâm An ninh mới của Mỹ rằng trong vài tháng qua, họ đánh giá rằng Nga đã gần như tái thiết hoàn toàn về mặt quân sự với sự hỗ trợ được cho là đến từ Trung Quốc. Phản ứng về thông tin trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân phát biểu trong cuộc họp báo rằng, một mặt, Mỹ ban hành các dự luật viện trợ khổng lồ cho Ukraine, mặt khác, đưa ra những cáo buộc vô căn cứ đối với các tương tác kinh tế và thương mại bình thường giữa Trung Quốc và Nga. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này. Theo Hoàn cầu thời báo, đối với vấn đề Ukraine, Trung Quốc luôn duy trì lập trường khách quan và công bằng, tích cực ủng hộ hòa bình và thúc đẩy giải pháp chính trị đồng thời Trung Quốc luôn kiểm soát việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng theo luật pháp và quy định. Tòa hình sự Manhattan xét xử ông Donald Trump với cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng sao khiêu dâm Stormy Daniels nhằm ém thông tin bất lợi khi tranh cử năm 2016. Thẩm phán chủ tọa Juan Merchan đã thành lập bồi thẩm đoàn 12 thành viên và bắt đầu quá trình luận tội cựu Tổng thống ngày 22 tháng 4 khoản chi cho Daniels được ông Trump thực hiện thông qua luật sư thân tín Michael Cohen. David Baker, khi đó là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty truyền thông American Media Incorporated, viết tắt là AIM, hỗ trợ Trump hai trường hợp chi tiền bịt miệng còn lại. Cohen và Baker sẽ là hai nhân chứng quan trọng trình diện tòa hình sự Manhattan và cung cấp lời khai góp phần giúp bồi thẩm đoàn quyết định ông Trump có tội hay không. Trước đó, ông Cohen vào tháng 8 năm 2018 thừa nhận các sai phạm tài chính trong chiến dịch tranh cử và khai rằng Trump đã chỉ đạo ông chi tiền cho Daniels để bịt miệng sau khiêu dâm này. Ông bị kết án 3 năm tù và phải nộp 2 triệu đô la Mỹ tiền phạt lẫn bồi thường thiệt hại. Còn ông Pecker, 72 tuổi, là bạn lâu năm của ông Trump. Công tố viên cho rằng ông Pecker gặp ông Trump và Cohen tại tháp Trump vào tháng 8 năm 2015 và nhất trí làm tai mắt bằng cách tìm kiếm, phát hiện các câu chuyện tiêu cực trong giới truyền thông liên quan đến Trump và báo tin cho Cohen trước khi chúng được xuất bản. Ông Pecker còn đồng ý đăng những câu chuyện tiêu cực về đối thủ của Trump trên tạp chí National Enquirer do AMI sở hữu trong cuộc bầu cử năm 2016. Bên cạnh đó, cũng sẽ xuất hiện hàng loạt nhân chứng tiềm năng khác dự kiến trình diện tòa New York, trong đó có giám đốc tài chính của tập đoàn Trump, Alan Weisselberg, tổng biên tập National Enquirer hồi năm 2016, Dylan Howard, quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2016, Kellyanne Conway, thư ký chiến dịch tranh cử Hope Hicks đến cung cấp lời khai để bôi thẩm đoàn quyết định ông Trump có tội hay không với cáo buộc chi tiền bịt miệng sao khiêu dâm. Được biết, ông Trump có thể bào chữa rằng ông Cohen đã tự mình hành động khi trả tiền cho Daniels. Ông có thể lập luận rằng mục đích của việc bịt miệng nữ diễn viên Daniels là giúp ông và gia đình tránh khỏi sự chú ý của công chúng đối với cáo buộc ngoại tình, chứ không phải để giúp ích cho chiến dịch tranh cử. Ông cũng có thể cố gắng làm giảm uy tín của ông Cohen, trong tư cách nhân chứng, như chỉ ra rằng ông Cohen từng thừa nhận khai man trước Quốc hội hồi năm 2018. Tuy nhiên, theo chuyên gia phân tích pháp lý của CNN Laura Coes, với 34 cáo buộc, nếu bị kết tội, cựu Tổng thống có thể lĩnh án tối đa 136 năm tù. Thẩm phán sẽ quyết định ông Trump thực hiện các bản án cùng lúc hay nối tiếp nhau. Tuy nhiên, New York áp giới hạn tối đa 20 năm tù với tội danh cấp E này. Theo tờ Times of Israel, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề liên quan đến người Do Thái sống ở nước ngoài của Israel, ông Amichai Chikli hôm 24 tháng 4 chỉ trích Tổng thống Biden yếu đuối và rằng mình sẵn sàng bầu cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu có thể trong cuộc bầu cử cuối năm nay ở Mỹ. Theo một thống kê năm 2022, khoảng 7 triệu người Do Thái sống ở Israel và khoảng 8 triệu người sống ở nước ngoài, trong đó phần lớn là sống ở Mỹ. Tuyên bố được ông Chikli đưa ra sau khi Quốc hội Mỹ phê duyệt viện trợ quân sự trị giá 13 tỷ đô la Mỹ cho Israel và ngay trước khi ông Biden ký duyệt viện trợ. Ngoài 13 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự, Mỹ chi 9 tỷ đô la Mỹ cho các hoạt động nhân đạo ở giải Gaza và 2,4 tỷ đô la Mỹ cho các hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông nhằm vào bảo vệ Israel. Ông Chikli, thành viên đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói, nước Mỹ đã không thể hiện sức mạnh dưới sự lãnh đạo của ông Biden. Điều này gây tổn hại tới Israel và các nước khác. Ông Chikli nói thêm, ông Biden từng nói Israel không gây chiến với Hezbollah và Iran. Hãy nhìn kết quả xem, ám chỉ cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ của Iran trong lãnh thổ Israel. Ông Chikli nói, nếu tôi là công dân Mỹ có quyền bỏ phiếu, tôi sẽ bầu cho ông Trump và Đảng Cộng Hòa phát ngôn của ông chikli được đưa ra trong bối cảnh vừa qua chính quyền tổng thống joe biden dự kiến sẽ công bố các biện pháp trừng phạt đối với tiểu đoàn netza jehuda của lực lượng phòng vệ israel vì bị cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người palestine ở bờ tây dựa theo đạo luật lihi được Quốc hội Mỹ thông qua năm 1990, lệnh trừng phạt có thể bao gồm việc cấm chuyển giao vũ khí của Mỹ cho đơn vị bộ binh cực đoan chính thống và chặn binh sĩ của họ huấn luyện với lực lượng Mỹ hoặc tham gia bất kỳ hoạt động nào với sự tài trợ của Mỹ. Bộ trưởng Nội các Chiến tranh Israel Benny Gantz đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định của Mỹ sẽ tạo ra tiền lệ xấu và có thể truyền tải những thông điệp sai lầm. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh. Tôi sẽ quyết liệt bảo vệ lực lượng phòng vệ Israel, quân đội và các binh sĩ của chúng tôi. Nếu ai đó nghĩ rằng họ có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một đơn vị của lực lượng phòng vệ Israel, tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của mình. Những người lính của chúng tôi đoàn kết để bảo vệ Israel trên chiến trường và vì thế chúng ta sẽ đoàn kết để bảo vệ họ trên mặt trận chính trị. Times of Israel ngày 25 tháng 4 dẫn lời ông Khalil Anhaya, quan chức chính trị cấp cao của Hamas khẳng định nhóm này sẵn sàng hạ vũ khí, giải tán nhánh quân sự lữ đoàn Al-Qassam nếu nhà nước Palestine có chủ quyền hoàn toàn ở bờ Tây và giải Gaza được thành lập theo giải pháp hai nhà nước với đường biên giới được quốc tế công nhận trước năm 1967. Ông al giải thích thêm, với những người kháng chiến, khi họ giành được độc lập, giành được các quyền của mình và thành lập nhà nước, họ làm gì? Họ đã trở thành các đảng phái chính trị và lực lượng chiến đấu phòng thủ của họ đã trở thành quân đội quốc gia. Đáng chú ý, ông al hayya tuyên bố Hamas muốn gia nhập Tổ chức Giải phóng Palestine, PLO, đại diện chính thức cho người Palestine tại Liên Hợp Quốc, hiện do phong trào giải phóng dân tộc Palestine, Fatah đứng đầu, để thành lập một chính phủ thống nhất ở cả giải Gaza và bờ Tây. Ông nhấn mạnh Hamas sẽ chấp nhận một quốc gia Palestine có đầy đủ chủ quyền ở bờ Tây và giải Gaza và người tị nạn Palestine được hồi hương theo đúng các nghị quyết quốc tế lấy ranh giới theo đường biên giới giữa Palestine và Israel trước năm 1967. Trong cuộc chiến 6 ngày vào năm 1967 với Liên minh các nước Ả Rập, Israel đã chiếm Đông Jerusalem, thiết lập kiểm soát thực địa trên toàn bộ thành phố. Luật pháp quốc tế coi Đông Jerusalem, Bờ Tây, Cao Nguyên Golan và Giải Gaza là những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Phát ngôn của ông Khalil al -Hayya, thành viên cấp cao văn phòng chính trị của Hamas và cựu ủy viên Hội đồng lập pháp Palestine đại diện cho thành phố Gaza là bước nhượng bộ bất ngờ của lực lượng từng kiểm soát toàn bộ giải Gaza, khác xa nhiều tôn chỉ tồn tại và đấu tranh xuyên suốt lịch sử tổ chức. Tuy nhiên, về phần mình, Israel chính thức phản đối sự công nhận đơn phương nhà nước Palestine, đồng thời khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào như vậy đều phải đạt được thông qua đàm phán trực tiếp. Cụ thể, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa quyết định tuyên bố trên ra cho nội các Israel bỏ phiếu và đạt được nhất trí thông qua. Ông Netanyahu cho biết động thái trên của ông được đưa ra sau các cuộc thảo luận trong cộng đồng quốc tế về nỗ lực đơn phương áp đặt một nhà nước Palestine lên Israel. Tuyên bố chính thức của Israel phản ánh thực tế rằng Israel bác các mệnh lệnh của quốc tế có liên quan đến một hiệp định lâu dài giữa Israel và người Palestine. Hãng tin Reuters nhận định một hiệp định như trên chỉ có thể đạt được thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiền quyết nào. Reuters ngày 24 tháng 4 dẫn các nguồn tin chính phủ Israel cho biết, sau nhiều tuần đàm phán với Mỹ về các biện pháp bảo vệ dân thường, Bộ Quốc phòng Israel đã mua 40.000 lều, mỗi lều có sức chứa từ 10 đến 12 người để làm nơi cư trú cho những người sắp được sơ tán từ Rafah. Một video lan truyền trên mạng cho thấy các dãy lều hình vuông màu trắng được dựng lên ở Khan Yunis, thành phố cách Rafah khoảng 5 km. Chính phủ Israel không lập tức đưa ra bình luận. Israel đã trì hoãn kế hoạch quân sự ở Rafah suốt nhiều tuần qua dưới sức ép từ Mỹ cũng như cộng đồng quốc tế. Song lo lắng đã gia tăng trong những ngày gần đây khi quân đội Israel ngày càng phát đi nhiều tín hiệu cho thấy họ đã sẵn sàng tiến vào Rafah. Chuẩn tướng Itzik Cohen, chỉ huy sư đoàn 162 của Israel hoạt động tại Gaza, nói trên đài truyền hình Khan rằng Hamas đã bị tấn công mạnh ở khu vực phía Bắc. Họ cũng bị tấn công mạnh ở trung tâm giải Gaza, và chẳng bao lâu nữa họ cũng sẽ bị tấn công mạnh ở Rafah. Ông cảnh báo Hamas nên giơ tay đầu hàng một khi Israel đưa quân đội đến Rafah. Ông nói Rafah sẽ không còn là Rafah của hôm nay, sẽ không còn đạn dược ở đó, sẽ không còn con tin ở đó. Quân đội Israel ngày 24 tháng 4 cho biết họ đã huy động hai lữ đoàn dự bị cho các nhiệm vụ ở Gaza. Dẫn lời các quan chức Ai Cập được thông báo về kế hoạch của Israel, báo The Wall Street Journal đưa tin Israel dự tính di chuyển dân thường từ Rafah đến Khan Yunis trong khoảng thời gian 2 đến 3 tuần. Sau đó Israel sẽ đưa quân đội vào Rafah, tăng dần số lượng theo thời gian và nhắm vào các địa điểm mà họ cho là nơi ẩn náu của các thủ lĩnh Hamas trong một chiến dịch dự kiến kéo dài 6 tuần. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 1,4 triệu người hiện đang sinh sống ở Rafah, nơi từng là thành phố chỉ 300.000 dân. Dân số tăng vọt là do các lực lượng Israel đã tấn công tất cả các khu vực khác của giải Gaza chật hẹp, chỉ một tuần sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 13 tháng 10 năm 2023, quân đội Israel đã yêu cầu 1,1 triệu người sống ở phía Bắc Gaza sơ tán trong vòng 24 giờ khi cuộc tấn công của Ten Aviv bắt đầu. Hơn 1 triệu người bị dồn vào Rafah, coi đây là nơi ẩn náu chính của người Palestine trong bối cảnh Israel xâm chiếm Gaza. Rafah cũng nằm gần Ai Cập và có cửa khẩu biên giới giúp cung cấp thực phẩm và nhiên liệu cho Gaza vì giải đất này giáp biển địa Trung Hải ở phía Tây và Israel ở phía Đông, nên người dân ở đây không có trạm kiểm soát hoạt động nào khác để rời khỏi khu vực. Vào tháng 11 năm 2023, Ai Cập đã cho mở một phần cửa khẩu Rafah cho phép những người bị thương nặng và người nước ngoài di chuyển sang Ai Cập. Vấn đề Rafah cũng có nguồn gốc lịch sử. Trở lại năm 1967, Israel đã gây chiến với Ai Cập, nước đã kiểm soát Gaza từ năm 1957 và Jordani nước kiểm soát khu vực bờ Tây của người Palestine từ năm 1950. Israel nắm quyền kiểm soát các khu vực này sau chiến tranh 6 ngày năm 1967, nhưng đã buông bỏ một số quyền kiểm soát vào thập niên 1990 sau khi Hiệp định Oslo được ký kết với các nhà lãnh đạo Palestine. Tuy nhiên, người Israel vẫn tiếp tục sống ở đó, gọi là người định cư. Chính phủ Israel đã rút các khu định cư vào năm 2005. Tuyên bố của Tel Aviv cho biết Mục đích của kế hoạch này là cải thiện an ninh và vị thế quốc tế của Israel trong trường hợp không có đàm phán hòa bình với người Palestine. Ngày 24 tháng 4, lực lượng Houthi ở Yemen đã lên tiếng thừa nhận thực hiện 3 vụ tấn công nhằm vào hai tàu của Mỹ ở Vịnh Aden và một tàu Israel ở Ấn Độ Dương. Trong một tuyên bố được phát sóng trên kênh truyền hình Al-Masira, người phát ngôn của lực lượng Houthi ông Jahia Saria khẳng định rằng lực lượng hải quân của nhóm này đã phóng tên lửa nhằm vào tàu Mask của Mỹ ở Vinh Aden và đòn tấn công này đã trúng đích. Ngoài ra, Houthi cũng thực hiện đồng thời hai hoạt động quân sự khác, sử dụng máy bay không người lái mang bom tấn công nhằm vào tàu chiến Mỹ ở Vịnh Aden và tàu MSC Veracruz của Israel ở Ấn Độ Dương. Cả hai hoạt động này đều tiếp cận mục tiêu thành công, tuy nhiên ông Saria không nêu rõ thời điểm diễn ra các cuộc tấn công nêu trên. Ngoài ra, ông Saria cho biết thêm hầu thi sẽ thực hiện nhiều cuộc tấn công hơn trong những ngày tới. Trước đó, cũng trong ngày 24 tháng 4, Cơ quan Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh UKMTO đã báo cáo về vụ nổ gần một tàu ở Vịnh Aden. Tuy nhiên, vụ việc không gây ra bất kỳ thiệt hại hay thương vong nào. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Sencom, đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, thông báo tàu chiến liên quân đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo diệt hạm trên Vịnh Aden nói thêm rằng quả đạn được phóng từ khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Cơ quan này cho hay tên lửa đạn đạo nhiều khả năng đã nhằm vào tàu hàng MV Jocktown treo cờ Mỹ và thuộc sở hữu của doanh nghiệp Mỹ. Thủy thủ đoàn trên tàu gồm 18 người Mỹ và 4 công dân Hy Lạp. Các chiến hạm và tàu hàng đều không ghi nhận thương vong hay thiệt hại. Sencom thông báo bắn hạ thành công 4 UAV trên vùng trời khu vực do Houthi kiểm soát. Nhấn mạnh tên lửa đạn đạo diệt hạm và UAV của lực lượng này là mối đe dọa cận kề với lực lượng Mỹ và tàu thương mại trong khu vực. Kể từ khi xung đột Hamas, Israel bùng phát, Houthi đã nhiều lần tấn công các tàu trên biển đỏ, gây quan ngại về hoạt động vận tải trên tuyến đường biển quan trọng này. Đáp trả các cuộc tấn công của Houthi, Mỹ và Anh sau đó đã tiến hành các chiến dịch quân sự chung nhằm vào các mục tiêu Houthi ở Yemen. Bất ổn an ninh ở Biển Đỏ đã buộc nhiều hãng vận tải biển tạm ngừng hoạt động vận chuyển hàng hóa qua Biển Đỏ và chuyển hướng sang tuyến đường biển dài hơn và chi phí đắt hơn quanh mũi Hảo Vọng ở cực nam châu Phi. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.